À, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường nhé à. Cát tinh nâng đỡ, ba con giáp may mắn hết phần thiên hạ trong tuần mới từ ngày 7 đến ngày 13 tháng 9 năm 2020 1. Tuổi Mão, người tuổi mão là con giáp may mắn tuần này nhiều điều tốt đẹp xảy đến khiến bản mệnh có được một khoảng thời gian tâm tình nhẹ nhõm sau những vất vả lúc trước đầu tuần dù có một vài rắc rối xảy ra nhưng nhờ có sự giúp đỡ của bạn bè người thân hoặc đồng nghiệp nên vấn đề được tháo gỡ nhanh chóng nếu muốn tiến hành các công việc quan trọng bạn nên sắp xếp triển khai vào thời điểm cuối tuần khi có cấp trên bảo ban đồng nghiệp hỗ trợ giúp kết quả đạt được rất khả quan về vận trình tài lộc các hoạt động cầu tài của bạn đạt kết quả như mong muốn tuy nhiên bạn cần phải có kế hoạch chi tiêu rõ ràng và khoa học nếu không thì dù kiếm được nhiều tiền tài chính vẫn sẽ rơi vào cảnh bấp bênh bên cạnh đó dù bận rộn đến đâu con giáp may mắn tuần này cũng nên dành thời gian quan tâm đến nửa kia nữa nhé tình cảm của hai người đang rất bình ổn bởi đôi bên luôn thấu hiểu và bao dung cho nhau thế nhưng chuyện hâm nóng cảm xúc vẫn là không thể thiếu hai người hãy cùng ôn lại những cảm xúc trước đây hai tuổi tỵ những điều mới mẻ và thú vị hứa hẹn sẽ đến với người tuổi thìn trong tuần này để bạn thoải mái thể hiện bản thân cũng như theo đuổi những gì mình muốn dẫu cho thời điểm này khá bận rộn nhưng bạn cảm thấy vui vì công sức mình bỏ ra được đền đáp xứng đáng tuần này do được các tinh trợ mệnh quý nhân là nữ mệnh xuất hiện sẽ công việc của bạn trở nên suôn sẻ hơn hẳn thậm chí, có người may mắn khi nhận được đề xuất thăng tiến đến vị trí cao hơn. Tuy nhiên, dù đạt được thành tích cao đến mấy, bạn cũng chớ nên kiêu ngạo mà cần học hỏi ở những người khác nữa. Tài lộc tuần này của mệnh chủ chủ yếu vượng vào khoảng đầu tuần, vì vậy bản mệnh cần chớp lấy thời cơ nhanh chóng, đừng để cơ hội trôi qua đáng tiếc. Khoảng thời gian sau đó, việc kiếm tiền có dấu hiệu chững lại nên bạn cần phải cẩn thận hơn khi đưa ra quyết định trên phương diện tình cảm, tuổi tỵ nữ mệnh sẽ được yêu ái hơn. Bản mệnh cần phải lợi dụng thật tốt cơ hội này, đừng từ chối việc mở rộng mối quan hệ của mình. Đâu phải ai cũng yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, hãy cho đối phương cũng như chính bản thân mình thêm cơ hội để tìm hiểu về nhau. 3. Tuổi dậu Người tuổi dậu trong tuần này đón nhận các khí khá vượng, báo hiệu những tin vui sắp về đường tình duyên của bạn khởi sắc rực rỡ giúp người độc thân có nhiều cơ hội để gặp gỡ người khác phái và mở rộng thêm mối quan hệ cho mình rất có thể sau khoảng thời gian này bạn sẽ tìm được một nửa cho mình để yêu thương và chăm sóc người có đôi có những bước tiến mới trên con đường tình cảm hai người cảm thấy tình yêu càng ngày càng thêm thắm thiết dường như đã đến lúc để hai người về chung một nhà ngoài ra một số cặp vợ chồng trẻ còn có thể đón tin vui bầu bí nữa đấy trên phương diện sự nghiệp bản mệnh có thể tha hồ thỏa sức sáng tạo khi được làm việc mình thích nhờ vậy mà bạn đạt được thành tích khá cao tuy nhiên bạn cũng nên để tâm tới tính khả thi của những việc mình đang làm nữa nhé còn về tài lộc càng về cuối tuần thu nhập chính và thu nhập phụ càng tăng tiến đáng kể bản mệnh có thể sẽ gặp được những cơ hội phát tài ngoài sức tưởng tượng hãy mạnh dạn nắm bắt cơ hội đừng để tiền tới tay mình rồi còn vụt mất cảm ơn các bạn đã theo dõi video